Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chiều hôm nay là ngày 3 tây tháng 6 năm 2024 ha. Thì trong video trước thì em có chia sẻ một tí thông tin về cái chợ quê mình sẽ tổ chức ở công viên Cái Cối ở bên hướng mình Mỹ Thanh An anh chị. Thì hôm nay là ngày 3 tây, là ngày chính thức mình sẽ hoạt động ha. Thì hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em mình sẽ vào tham quan chợ quê ở Bến Tre nha. Chương trình chợ quê thì mình sẽ bắt đầu từ 3 giờ mỗi ngày anh chị. Đa phần là mình sẽ làm vào buổi chiều, tại vì ban ngày thì cũng hơi nắng á, nên là chiều thì mình tổ chức sẽ tiện hơn anh chị. Mình sẽ bắt đầu từ ngày 3 tây cho đến ngày 10 tây, như là mình sẽ làm luôn một tuần ha. Thì hôm nay thì học sinh cũng đã nghỉ học rồi, nên là các cái chương trình chợ quê về thì mình tổ chức thì phụ huynh đồ có thể là mình cũng sẽ dắt các em học sinh mình đi đến tham quan chợ quê, để vào mình sẽ thưởng thức các loại bánh dân gian và các món nhân giả lên chị ha. Mình chỉ cần qua cái cầu Bến Tre 1, là công viên Cái Cối là nằm ở bên phía tay phải mình đây chị ha. Trước tiên thì em sẽ đi một vòng ở bên ngoài để chia sẻ cho anh chị xem cái địa điểm ở đây, rồi xong rồi em sẽ gửi xe thì mình sẽ vào tham quan chợ quê chị ha. Đây khu vực gửi xe thì ở đây ha, mình sẽ gửi xe ở đây. Cái chương trình chợ quê thì mình sẽ tổ chức dài lên tới ngay chỗ mà cái quán cà phê Làng Văn ngày xưa đó anh chị. Ở đây bắt đầu giờ có cái sân khấu để mà mình cũng chơi nhạc, rồi cũng hơi lớn quá. Làm YouTube thì thấy có những cái nhạc lớn quá thì cũng rầu anh chị. Đầu thấy ngày đầu tiên thì thấy bắt đầu cũng hơi thưa thưa nha. Hơi thưa thưa. Mình sẽ tổ chức dài tới ngay chỗ như là hết cái công viên Cái Cối luôn anh chị ha. Hôm trước thì anh chị thấy là mình đến thì bắt đầu là người ta mới vừa xây dựng những cái chòi thôi. Ngày hôm nay thì các cái chòi người ta cũng đã làm hoàn thành rồi đây anh chị. Đây là bán nước giải khát Win Win. Này là cái quán cà phê ở dưới ngay chỗ bờ hồ đó anh chị. Người ta cũng làm một địa điểm ở đây ha. Còn đây là khu vui chơi của trẻ em. Các địa điểm khu vui chơi. Đây thì mình dắt mấy đứa con nít đến đây cho nó chơi, nó thích lắm anh chị. Đầy đủ đồ chơi luôn. Đây là quán kem xôi dừa. Bây giờ em sẽ đi tham quan nha. Đây 30k, mỗi món 30k, chè sen, nước mát hạt sen. Bây giờ dài đây thì ta cũng có những cái bàn ở đây để mình có thể là ăn uống ngoài đây cũng được anh chị. Đây các cái loại bánh này. Chào các bạn, cho tham quan tí xíu nha. Này là tàu hũ anh đào hả? Dạ đúng rồi. 20.000 một phần. Giống bánh plăng quá ha. Dạ. Có thêm hương trái cây nữa nè. Đây là banana cotta. Đúng rồi, banana cotta nên là có hương trái cây lên ha. Còn đậu hũ anh đào, tàu hũ anh đào thì có thạch với gì quên này, chân châu. Vậy là các bạn bán chung nguyên khung viên đây hả? Chúc các bạn bán đắt hàng nha. Đây các loại bánh chuối, khoai mì,
bánh đa. Rồi cảm ơn các bạn nha. Bánh bò nè, bánh bò với bánh da lợn. Đây thì người ta trang trí như... đây là của cái nhà hàng An Nam anh chị. Vào trong đây bây giờ nhạc rất là lớn ha. Quá trời nhạc luôn. Vào đây chắc vào không được lâu quá anh chị. Nhạc quá là lớn rồi. Đây nấp hẻm. Đây bún riêu, bún cà ri, bánh mì, bún mắm tép. Quán nước người ta mở nhạc rất là lớn anh chị, nên là em phải đi tránh xa ra. Hôm nay là ngày đầu tiên thôi nên là có lẽ là chưa có đông đâu anh chị, buổi tối tối thì sẽ đông hơn ha. Còn tối thì em đi thì ghi hình nhiều khi nó hơi xấu, nó tối quá đi nó cũng không được đẹp. Tới đây có nhạc nữa rồi. Giờ khu vực nhạc xung quanh làm cho YouTuber quay không được anh chị. Đã đậu cô Tám. Dạ. Dạ. Dạ chút xíu ghé ủng hộ. Đây gian hàng là quá trời trái cây luôn á chị ha. Trái cây ép nè. Dạ. Có cái ngồi đằng sau luôn á. Dạ. Còn trên trên là làm trái cây dĩa hả? Con này mua ký cũng được đó. Nhưng mà để làm trái cây dĩa ha là gì á chị? Xin tố cho chôm chôm. Xin tố chôm chôm luôn hả? Món lạ ha. Trái cây tô mình bỏ chôm chôm vô luôn. Dạ, dạ. Có đá đậu nữa cả anh. Dạ. Đậu hồng nè. Dạ. Em chúc gian hàng mình bán đắt hàng nha chị. Dạ. Hồi nữa ủng hộ á. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Đây là đá đậu. Dạ. Quậy cô Tám ha, bán đá đậu ha. Dạ. Dạ rồi, em thấy rồi, hồi nãy em có ghi hình cô Tám bán đá đậu sinh tố nước ép. Dạ. Dạ. Đây. Dài dài bên kia chị nghe tiếng nhạc rất là lớn ha. Giờ em đi cũng đi tham quan một tí các gian hàng bánh rồi hấp dẫn anh chị. Đây là các gian hàng bánh. Đủ các loại bánh nha. Gian hàng bánh dân gian là nhìn là hấp dẫn nhất anh chị. Đủ các loại bánh nè. Bánh đúc, bánh này, bánh kia đủ loại. Thấy các loại bánh dân gian là thấy hấp dẫn liền anh chị. Dạ có chứ, nước đường đầy đủ này cô, không bỏ vô hộp nè. Đây để em nói cho bà cô. Gian hàng bánh dân gian hấp dẫn quá. Nhiều tháng mấy? Dạ 62. Bánh la mơ, bánh chuối, da lợn, bánh bò. Rồi bánh này là bánh dạng như là kêu bằng bánh cuốn ngọt anh chị. Bánh cuốn ngọt là ở trong là có đậu xanh rồi đó. Quá trời nhạc rồi. Thấy cái gian hàng bánh là thấy hấp dẫn. Có thêm các gian hàng người ta sẽ bán ở phía ngoài đây anh chị. Bún bì bún. Còn này là nước giải khát. Dạ chào cô. Tới mùa nóng mà thấy mấy món này là hấp dẫn ha cô ha. Dạ. Cái này là trà trái cây hả cô? Trái cây nhiệt đới. Dạ. Có dán hiệu vô. Dạ. Có dán hiệu vô liền. Dạ. Đây bán giá chắc cũng 10.000, 20.000 hả cô ha? 10.000, 20.000. Dạ. Rau câu các loại giờ nắng quá chưa đem ra. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay là mới ngày đầu tiên đúng không cô? Ngày đầu tiên. Dạ. Hồi đợt trước chợ quê trước cô có tham gia không cô? Có, cô bán trên kia. Dạ, bán chắc đắt hàng hả cô ha? Bán đắt quá mà. Dạ. Vui nữa. Dạ. Nói chung là chủ yếu là vui. Dạ. Lâu lâu ở Bến Tre có những cái chương trình này để cho bà con có chỗ vui chơi. Dạ. Cô thấy đây là nên tiếp tục. Dạ. Lâu lâu mình tổ chức như vậy. Dạ. Lâu lâu tổ chức một lần cho nó vui ha cô ha. Dạ. Bà con mình cũng thích lắm, nói chung là. Dạ. Chợ quê mà. Dạ. Hôm nay cô mặc áo bà ba để chợ quê. Dạ. Đi thấy các cái loại bánh dân gian rồi thấy hấp dẫn nhất hả cô? Đúng rồi. Bánh dân gian rồi hấp dẫn. Nói chung là
hồi xưa á. Dạ. Mình thì ai cũng có thể thưởng thức mấy cái món đó. Nhưng dạ. Giờ thời hiện đại giờ nhiều khi mình đi ra là muốn dạ. sữa rồi mình ăn bánh dân gian hơi hiếm hả cô ha. Ăn vô đây nó. Dạ. Bánh dân gian nhiều khi giờ chợ về chợ quê mới có. Dạ. Dạ. Phải nên đúng cái tên là chợ quê con ha. Đúng rồi, đúng đủ các loại bánh dân gian. Con chúc cô bán đắt hàng nha cô. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ. Mai mốt mình còn gặp lại nữa mà. Dạ, dạ còn gặp lại dài dài hả cô. Dạ. Cô ở đây thì mình sẽ bán các loại thức uống anh chị. Nước uống nè. Thức uống trà tắc nè, sâm. Ừ. Sâm. Có nhãn ha, rơm nhãn, nhãn nhục nè. Dạ. Có táo rồi, có dạ. Cái này đông trùng hạ thảo nè. Dạ. Biết rồi cô nấu qua coi như thập cẩm đó con. Dạ. Uống bổ mát nè. Dạ. 10.000 một ly tới 20.000 hả cô ha. Cái này 15. Dạ. Cũng 15. Dạ. Còn cái này 20. Dạ. Cái này có thêm rau câu đồ này nọ dạ. nữa. Dạ. Dạ rồi cái con màu này là tôi làm từ nước siro hả cô? Dạng như siro hả cô ha. Đúng rồi, dạ. Dạ. Còn đây là chuẩn bị trà thái. Dạ, quá trà ngon luôn. Dạ. Dạ rồi con đi nha cô. Dạ. Cái công viên cái cối đây thì rất là rộng anh chị nên là để lâu lâu cái có những cái chương trình á mình tổ chức để mà cho bà con ở Bến Tre có những địa điểm vui chơi đâu cũng rất là được anh chị. Bên kia là cái sân khấu. Ở chợ quê thì không thiếu các cái món đồ thủ công để mà mình như là cái này là ngày xưa mình hay sử dụng ở trong gia đình anh chị, như là cái rổ nè, rồi những cái thúng và những cái xìa, rồi những cái đồ để mình đi bắt cá rồi đó. Mà đồ này là hoàn toàn là mình làm thủ công nha anh chị. Anh này anh làm khéo tay lắm, anh làm hay lắm. Có mấy cái món này là thấy là mới đúng chất cái chợ quê. Không gọn nhỏ lại. Dạ. Em chúc anh bán đắt hàng nha anh nha. Dạ. Có những cái rế mà giống như là mình để cái nồi cơm anh chị, cái nồi cơm, cái nồi ngày xưa mình nấu á, cái mình để qua cái rế đặng cho nó đừng có nóng với nó giống như là không có dính lọ nồi rồi đó. Mấy đồ này thì ảnh làm sẵn ở nhà. Có bộ giống gánh thấy thương đi kìa. Nhìn rất là đẹp ha. Công viên ở công viên cái cối thì rất là rộng anh chị nên là mình làm những cái chương trình chợ quê vậy thì bà con đi rất là thoải mái, nó không có bị chật chội. Bên đây là cá viên chiên rồi nè ha. Đi bây giờ ở đâu nhạc nghe quá trời lớn luôn chị nên là muốn ghi hình cũng rất là khó. Đây như sân khấu này là chắc tối tối thì mình sẽ có tổ chức như là ca nhạc đồ cái gì đó. Mình đây là của như là ẩm thực Minh Châu. Dài qua tới bên đây luôn anh chị. Đây cũng có khu vực các cái bàn ăn nè. Bên này kem, bán kem. Này thì đa phần là các loại thức ăn và các loại bánh dân gian anh chị. Nó ít, nó không có những cái hàng tiêu dùng nhiều. Đây là khu vực hàng tiêu dùng. Rồi cũng có các loại trái cây. Đây cũng là khu vực của ẩm thực xứ dừa Minh Châu. Như cái địa điểm này là người ta hay nấu tẹt đó anh chị. Có thốt nốt nữa nè. Còn đây là các cái món như là ốc. Ốc nướng, gà. Ốc nướng, ốc nhồi thịt hả chị? Ốc nhồi thịt nướng. Ốc nhồi thịt nướng hấp dẫn. Dạ. Dạ. Đây ngày đầu tiên bắt đầu thấy hơi thưa thưa cô ha. Tối tối chắc mới đông hả cô ha. Đúng, tối tối à. Dạ. Lại ngày đầu tiên, ngày thứ hai thứ ba. Dạ. Hồi đợt trước cô có tham gia không cô?
Đợt trước cô có tham gia không? Có mấy đợt, đợt. Dạ, nhưng mà nghe nói bán đắt lắm ha. Dạ. Lâu lâu mới có chương trình nó vui mà. Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt hàng nha cô. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Không, ở đây ăn lại ốc. À, bánh dừa, bánh phú. Đây người ta sẽ bày những cái bàn ở phía bên tay phải bên đây để mà có thể là mình ngồi mình uống khu vực bên đây cũng được không chị? Còn ai đi dạo thì mình sẽ đi ở cái lề bên trong đây ha. Đó. Quá trời đồ ăn luôn ha, hấp dẫn ha. Nhìn lên cái người đang làm tự nhiên cái ha. Lên điện hình nha mấy bạn. Hấp dẫn không nè. Thì cái này bán trước, lại đây bán trước nè. Ba chồng nha. Để con người ta nhịn luôn. Ở Bến Tre mình thì lâu lâu là người ta sẽ tổ chức các chương trình chợ quê vậy anh chị, để cho bà con ở Bến Tre của mình có địa điểm để mình vui chơi, tham gia đi dạo ăn uống nữa, ăn uống một số món nhẹ đó anh chị. Ở khu vực phía đây thì như là các loại thức ăn nhanh thì nhiều ha. Tầm chiều chiều anh chị, chiều tối thì sẽ đông hơn, còn giờ này thì còn rất là sớm, giờ này rất là sớm. Đây là những nhà hàng ốc, ốc đồng giá 49k, à, hấp dẫn luôn nè. Đây là khu vui chơi. Hôm nay là mới ngày đầu tiên anh chị nên làm như thấy là các gian hàng á, đầu người ta cũng như là chuẩn bị thêm á, chứ mà còn cũng chưa có hoàn thành hẳn ha. Thấy cũng hơi vắng vắng nhưng mà tầm chiều tối thì sẽ đông hơn anh chị. Các gian hàng thì ta cũng đang cố gắng làm nhanh để mà mình hoàn thành trưng bày lên để buôn bán rồi anh chị. Thấy cũng giờ này thì hơi thưa. Ủa để vậy chị quay chị chưa tới đây chị. Ủa như đây là hết rồi. Rồi chụp nha. Đây là món gì đây? Cá viên chiên rồi cũng có chè rồi ha. Vậy bữa ăn gian đi cô anh. Ngày xưa mà có cái quán cà phê Làng Văn á, thì khu vực ở công viên đây nó hơi chặt tí xíu. Còn bây giờ thì quán cà phê Làng Văn người ta đã là không có hoạt động nữa anh chị, trả mặt bằng lại cho cái công viên á, nên là bây giờ rất là rộng rãi, rất là thoáng. Lâu lâu ở Bến Tre có những chương trình này thì cũng vui anh chị.
Đây những cái bàn đây là của những cái địa điểm như là nhà hàng đó anh chị. Rồi người ta cũng tham gia vào cái khu vực chợ quê đây để mình bán các cái món ăn, giống như là mình cũng quảng bá giới thiệu các món ăn ra ngoài cho bà con biết. À, đây là của công viên Hải Dân, sân chim Vàm Hồ. Này là ở Ba Tri. Này là ở Ba Tri, mấy chị ở Ba Tri. À, mấy chị đổ bánh xèo. À, mấy chị ở Ba Tri luôn hả mấy chị? Dạ, ở sân chim ha. Dạ. À, đổ bánh xèo tôm hả chị? À, cái này cá hả? Bánh xèo hến. À, bánh cá lòng tông. À, bánh cá lòng tông, rồi bánh xèo hến ha. Hến. Dạ. Bánh thọ. Ở dưới sân chim ở dưới, cái địa điểm ở dưới chị, ngày nào là đông nhất chị? À, thường thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy nhật đông ha. Dạ. Để cho chị ha, cái bánh xèo. Dạ, rồi bánh xèo. À, đổ bánh xèo. Đem về chị ạ. À, mấy chị ở Ba Tri lên. Vậy hả? Dạ. Phía xa đi hả cô? Dạ. Rồi một phần à, bánh xèo. Bánh xèo đem về ra em xanh nhiều chút. Đây là các loại bánh đồng giá 10.000. Bánh bò, bánh da lợn, dạ chào chị. Nay quá trời bánh dân gian hả chị ha. Dạ, em đi chia sẻ cho bà con biết ở chợ quê mình bán những món gì hả chị. Bánh tầm mì, bánh dạ. Da lợn. Dạ. Bánh bò nướng, bánh bò hấp. Dạ. Này đi đi chợ quê là đi ăn bánh là đã luôn hả chị ha. Dạ. Bánh tráng nướng. Dạ. Bò lá lốt, nem nướng. Em chúc gian hàng mình bán đắt hàng nha chị. Dạ, em đi tham quan tí xíu. Dạ. À, bò lá lốp. Dạ, chào chú. À, bên đây là gian hàng bánh dân gian. À, người ta trang trí có cái cây chuối nè, có nải chuối nè, có bụng dừa nước, có cuộn rơm. Xúc xích nướng đá. À, cái món này lạ ha. À, khoai tây lắc không à? À, xúc xích nướng đá. Với làm sườn đá. Dạ. À, như là mình nhờ cái sức nóng của cái viên đá ha. Dạ. Dạ. Dạ, chín hết luôn. Dạ, chín hết luôn. Rất là ngon nha. À, nhìn hấp dẫn ha. À, chiên này nó không có bị dầu ha. Bị dầu. Dạ, không có bị dầu nhiều. Dạ. Hấp dẫn, hấp dẫn. À, rồi, em cảm ơn anh chị nha. Dạ. Nào mấy hộp qua không? À, tới đây bắt đầu là nhạc rất là lớn đó anh chị. Đi mà đến khu vực nào mà nhạc hơi lớn như vậy là em cũng rất là ngại. Hôm nay là ngày đầu tiên mới khai mạc anh chị nên là cũng dạ rồi để dạ nên là cũng chưa có đông lắm. Trời này nóng, uống nước là ngon. Em uống một ly này là lá sâm hạt é 20.000 một ly anh chị, 20.000 một ly. Chả cá Hàn Quốc 25k, bánh gạo Hàn Quốc 25k, chân gà. Này là toàn là những cái món ăn nhẹ ăn giặt đó anh chị. Này mấy bạn trẻ trẻ thì thích. Hộp gà nướng 6k. Có các cái quán, có các cái quán ăn lớn anh chị thì người ta cũng đăng ký
bán ở trong cái chợ quê này. Chủ yếu là mình sẵn là mình cũng quảng cáo luôn, quảng cáo cái địa điểm của mình làm á anh chị. Như cái nhà hàng, các cái dịch vụ mà nấu ăn đồ á, người ta cũng có mặt bằng đây, người ta tổ chức ở đây luôn. Chỗ hình thức như là mình quảng bá là nhiều ha. Ở Bến Tre mình thì thiếu các địa điểm mà ăn uống vui chơi vậy anh chị. Như em đi qua bên các cái tỉnh lớn á, là Cần Thơ rồi đó, là có khu vực cái chợ đêm á, người ta cũng tổ chức mà vui chơi ăn uống như vậy nè. Để mà khách du lịch á, người ta về đây thì người ta cũng có chỗ là mình cũng vui chơi vào buổi tối. Hồi đợt trước thì cũng có tổ chức là một tuần lễ anh chị, mà nghe nhiều cái gian hàng người ta bán rất là đông, bán rất là đắt ấy. Vào đây thì các món ăn có lẽ là nó hơi cao giá một tí xíu, nhưng mà cũng được, lâu lâu mình mới có dịp mình như mình đi dạo đó anh chị, đi dạo mình uống ly nước ăn món nhẹ nhẹ cũng được. Ở chợ quê thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc anh chị, nên là cũng chưa có đông lắm ha, nhưng mà tầm tối thì rất là đông nha anh chị. Em thì chủ yếu là em cũng đi trước chia sẻ để mà cho anh chị biết đó là ở Bến Tre mình có những cái hoạt động mới vậy nè, để mình đến mình cũng tham gia đi, là mình cũng đi dạo đi tham quan các cái gian hàng để mình cũng ăn nhẹ những cái món ăn rồi những cái bánh dân gian rồi chị ha. Em thì vào uống ly nước rồi xong đi về. Vào trong đó thì có những cái địa điểm nhạc nó hơi lớn anh chị, nên em đi em né cũng nhiều lắm. Ở Bến Tre của mình thì rất là ít các cái địa điểm vui chơi như vậy anh chị. Phải có nhiều cái địa điểm như vậy để mà bà con ở xa người ta về á, ta cũng có địa điểm để mà người ta đến người ta vui chơi vào buổi tối rồi nè. Vậy thì mình mới thu hút được khách du lịch nhiều anh chị. Mà cái chương trình chợ quê này thì thấy là làm lần trước cũng rất là đông khách anh chị. Lần này thì chắc nghĩ là cũng sẽ đông thôi. Thì chương trình lâu lâu mình tổ chức một lần vậy đó, để mà cho bà con Bến Tre mình có địa điểm là mình vui chơi. Chứ thôi tối chỉ có là ra đường chạy một vòng ngoài đường rồi uống ly cà phê đi về, vậy nó không có địa điểm để mà mình đến vui chơi tham quan nhiều. Giờ này là cũng 5 giờ mấy chiều anh chị. Video của em giờ chắc mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.